hai chào bạn nha. Xin tự giới thiệu, mình tên là Phong Cận. Mình rất là thích bạn luôn á. Bạn dễ thương quá à. Mình có một bông hoa mình muốn tặng cho bạn nè. Bạn có thể nào kết bạn với mình được không? Cái gì? Bạn tặng hoa cho mình hả? Đúng rồi. Cảm ơn bạn nha. Nhưng mà mình còn lâu với các bạn bạn. Cái đồ xấu xí mập mạp, chỉ có những người đẹp trai cao ráo mới có thể làm bạn mình thôi. Còn bạn á, không thèm. Sao bạn lại cười mình? Mình biết là mình mập nhưng mà mình tốt bụng mà. Mình chỉ muốn kết bạn với bạn thôi chứ mình đâu có phải xấu xí đến mức mà bạn ghét mình như vậy đâu. Chừng nào á bạn có body xấu muối đẹp trai xoáy ca thì may ra mới có cửa nói chuyện với mình. Còn không à, nằm mơ đi. Bạn gì đó ơi. Mình đâu có làm gì sai đâu. Mình chỉ muốn kết bạn với bạn thôi mà. Trời, nhìn kìa. Hey, nghĩ sao vậy? Nhìn mập ú như vậy mà đòi kết bạn với hoa khôi của trường mình á hả? Thôi, về nhà mà ngủ nằm mơ đi. Đúng rồi đó. Bạn nhìn ú nù như vậy, ai mà thích chơi với bạn? Thôi, đi về nhà ngủ mà nằm mơ đi. Cái đồ mập. Sao mọi người lại nói mình như vậy? Mình biết là mình mập nhưng mà mình đâu có làm gì sai đâu. Chỉ là mình không được đẹp thôi. Mà tại sao mấy bạn lại nói mình như vậy? Mấy bạn ác độc lắm. Mấy cậu quá đáng quá à. Ê nhóc mập. Ủa gì vậy bạn? Nghe đồ là ngươi muốn kết bạn với hoa khôi của trường này đúng không? Đúng rồi. Mình muốn kết bạn với hoa khôi của trường. Bởi vì mình thấy bạn ấy dễ thương. Trời ơi. Trời ơi, nhà ngươi á không có gương hay sao? Thì xoay cái mặt vô đi. Cái mặt thì mập ơi là mập, xấu ơi là xấu. Rồi kết bạn với hoa khôi à. Trời ơi, mắc cười quá. Nè các bạn kia, bạn đừng có mà quá đáng nha. Mình biết là mình mập nhưng mà mình đâu có làm gì sai đâu. Tại sao bạn lại đánh mình rồi cười mình nữa? Sao bạn quá đáng quá vậy? Không những cậu mập mà cậu còn xấu nữa. Mà đòi kích bạn với hoa khôi à? Cái này phải còn đáng hơn nè. Nè lần sau đừng có mà lãng vạn với hoa khôi. Hoa khôi không có thích đâu. Hoa khôi là của tôi, hiểu chưa? Ủa mình đâu có làm gì bạn đâu, bạn quên mình. Trời đau quá. Chẳng lẽ mập mới là một cái tội sao? Ủa tôi mập nhưng mà tôi đâu có làm hại ai đâu. Tại sao mấy bạn lại bắt nạt mình? Buồn quá. Thôi mặc kệ chuyện đời, người ta không muốn chơi chung với mình thôi kệ người ta, không hèm quan tâm. Bây giờ mình sẽ ăn một cái bánh pizza, sau đó uống thêm chai nước ngọt nữa. Hay, ăn là niềm vui duy nhất của mình. Mình sẽ ăn thật là no bụng mà sau đó đi ngủ. Ok, ăn thôi. Ê ơi mày ơi, mày có thấy cái thằng mập kia không? Trời ơi, nhìn nó mập ú u luôn á mày. Chứ còn cái gì nữa, cái thằng này á không biết là nó nặng bao nhiêu ký nữa, chắc là phải hơn trăm ký luôn á. Thiệt luôn á, người gì đâu mà mập ú u vậy trời. Đúng rồi đó. Ai cái bạn mập mập gì đó ơi, cái bạn gì đó ơi, quay mình nói nghe nè. Ủa cái bạn gì đó mới vừa gọi mình á hả? Ủa có chuyện gì vậy bạn? Cho mình hỏi bạn cái này cái nha. Bộ bạn ăn nhiều như vậy rồi bạn mập ú vậy, bạn không thấy xấu hổ hả? Hay sao mà bạn ăn nhiều nhìn bạn mập như con heo luôn vậy? Ủa sao mấy bạn nói gì kỳ vậy? Mình mập thì kệ mình đi, đâu có liên quan gì đến mấy bạn đâu mà sao mấy bạn nói vậy? Còn kêu mình là giống heo nữa chứ. Thì mập thì người ta bảo là mập như heo thôi chứ có gì đâu mà xấu hổ. Thôi ăn nhiều vô thêm đi bạn ơi, ăn nhiều vô. Nè cái bạn kia, người ta mập thì liên quan gì đến mấy bạn bắt nạt người ta vậy? Mấy bạn biết làm vậy là xấu lắm không hả? Ý trời trời, người ta nói giỡn xíu thôi làm gì mà căng quá vậy hả? Thì thôi không nói nữa là được vậy. Trời đồ vô duyên rồi. Bạn gì đó ơi, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa tại sao bạn lại bảo vệ cho mình vậy? Mình mập mạp xấu xí vậy, bạn không ghét mình hả? Mập mạp xấu xí thì có gì đâu mà phải ghét đúng không? Mấy người kia toàn bắt nạt cậu không à. Nên tôi chỉ muốn đứng ra công lý thôi, không có giết trơn á. Cảm ơn bạn nhiều nha. Tính ra từ đó đến giờ ai cũng ghét mình hết trơn. Bởi vì là mình mập. Bởi vậy cho nên là không có ai làm bạn với mình hết. Mình cô đơn lắm. Hôm nay mình cảm thấy rất là vui khi mà có bạn bảo vệ cho mình. Mình thấy vui lắm. Hay là bây giờ mình mời bạn ăn pizza nha. Đây mình mới mua một cái pizza ngon lắm. Nè bạn lên đây, mình mời bạn ăn bánh nè. Bánh hơi bị ngon luôn á nha. Ăn
gì thử các bạn. Sao bà lúc nào cũng ăn hết vợ? Xuống đây mình nói nè. Hả? Ủa sao vậy? Bạn không muốn ăn hả? Hay là mình mời bạn ăn bánh kem nha, được không? Không cần đâu. Bà mà càng ngày ăn nhiều chất béo như thế này á sẽ hại cho sức khỏe cậu đó, biết chưa? Hại sức khỏe hả? Mình biết điều đó mà. Nhưng mà bởi vì á là mình không có bạn bè gì hết trơn á, cho nên là mình buồn lắm. Chính vì vậy cho nên là mình phải ăn nhiều vô thì mình mới cảm thấy vui được. Mà bây giờ bạn không cho mình ăn luôn rồi sao mình thấy vui được nữa? Đâu nhất thiết ăn phải vui đâu, đúng không? Cậu mà ăn kiểu này ha, sức khỏe cậu sẽ đi xuống ha, cậu sẽ không đi học được đâu. Kinh khủng lắm luôn á. Ghê vậy luôn á hả? Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Rất là đơn giản, chỉ cần cậu tập thể dục thường xuyên, cậu sẽ có một sức khỏe tốt, dễ thôi. Tập thể dục thường xuyên á? Ha, tính ra từ đó đến giờ mình cũng đâu bao giờ tập thể dục đâu, mà mình suốt ngày chỉ có ăn rồi uống nước ngọt nè, rồi ăn hết cái này đến cái kia. Trời ơi, nếu mà cậu ăn như vậy á, cậu sẽ bị béo phì, mà bị béo phì sẽ hại đến sức khỏe. Trời ơi, không nên nha. Béo phì á hả? Thì mình cũng biết là mình béo đó, nhưng mà bây giờ là mình phải tập thể dục hả? Ngay bây giờ cậu phải cần tập thể dục để bảo vệ sức khỏe cho cậu. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình tập luyện thể dục á, sau đó là mình ốm đi rồi thì mình có được ăn bánh với lại là uống nước ngọt nữa không? Khi mà còn có sức khỏe cũng ăn gì cũng được hết trơn á. Ủa thiệt hả? Vậy là bây giờ chỉ cần là mình có sức khỏe tốt thì lúc đó mình ăn đồ ăn như thế nào cũng được hết trơn hả? Miễn là mình biết cân bằng là được, đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng tập thể dục thể thao nhiều hơn. Mình sẽ ăn uống healthy hơn. Và nói chung là lâu lâu mình vẫn sẽ ăn đồ ăn này, nhưng mà mình sẽ ăn ít đi. Và mình tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn, được không? Rồi, được á. Ok. Rồi, mình hứa với bạn, mình sẽ giảm cân. Tập luyện thể dục thể thao á hả? Tính ra các bạn kia nói cũng đúng á chứ. Mình á mà cứ mập như thế này á là rất là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Bởi vậy cho nên là bây giờ mình cần phải tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Mấy bạn fan đang xem video nè, mấy bạn cũng nhớ nha. Nếu như bạn nào mà đang có cơ thể hơi mũm mĩm một tí á thì bạn hãy nhớ là phải tập thể dục thể thao để mình có được một cái body đẹp hơn và sức khỏe cũng có thể gọi là cải thiện nhiều hơn nữa. Hay, trên đời này á không có gì quý giá bằng sức khỏe, bạn hiểu không? Bởi vậy cho nên ông bà mình mới nói sức khỏe là vàng đó mấy bạn. Ăn bánh ngọt, ăn đồ ăn ngon á thì cũng thích đó chứ. Nhưng mà mình nên ăn ít lại, không nên ăn nhiều quá đâu nha các bạn nha. Mấy bạn có thể thích ăn cái này cái kia, nhưng mà mấy bạn ăn ít lại thôi. Mấy bạn hãy nên ăn uống healthy nhiều vô và tập thể dục thể thao nhiều vô để giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn nha. Hay, thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng từ nay mình sẽ cố gắng tập luyện thể dục thể thao để mình có sức khỏe tốt hơn. Mình sẽ không ăn tầm bậy bạ nữa, mình sẽ ăn đồ ăn healthy. Hay, lâu lâu thì sẽ tự thưởng cho mình một cái bánh ngọt hay là gì thôi, nhưng mà không nên ăn quá nhiều đó nha các bạn nha. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tập luyện thể dục thể thao đi nào. Quyết tâm thể dục thể thao sức khỏe dồi dào. Cố lên. Trời ơi, mới chạy được có vài phút thôi mà mệt quá. Cái body này của mình á, cái bụng của mình nó nặng quá cho nên là chạy mệt quá mấy bạn ơi. Cố lên. Ây da. Trời ơi, té nữa. Trời ơi, mệt quá. Không biết là có tập nổi hay không đây. Tự nhiên bây giờ thấy thèm muốn ăn đồ ăn quá bạn ơi. Mình thèm gà rán, thèm bánh kem, thèm đủ thứ hết trơn á. Bây giờ đói bụng quá, muốn ăn cái gì đó quá. Nhưng mà thôi, không được. Mình phải cố gắng tập luyện. Mình không được ăn. Chạy bộ tiếp. Cố lên. Trời, đuối quá. Kiểu này mình chịu không nổi rồi. Cố lên, quyết tâm lên. Ủa chỗ này là ở chỗ nào vậy? Ủa sao mình lại ở đây? Cái gì đây? Chào mừng cậu bé mũm mĩm đã đến với tiệm bánh của ta. Nào, đến đây ăn bánh đi, bánh ngon lắm đó. Hả? Cái gì? Đây là tiệm bánh sao? Chẳng lẽ là bởi vì là mình ăn quá nhiều cho nên bây giờ mình đã bắt đầu bị ảo giác sao? Không được. Mình đang bắt đầu bị thức ăn điều khiển rồi. Mình không được ăn nhiều vậy nữa. Mình cần phải tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Không được. Mình phải chạy ra khỏi đây thôi. Cái gì đây? Anh ấy đã biến tôi thành một chiếc donut. Anh chàng này thật điên rồ, hãy giúp tôi trốn thoát hả? Trời ơi, không xong rồi. Vậy là những người ở đây cũng đang bị thức ăn điều khiển giống như mình. Mình không thể nào để thức ăn điều khiển được. Mình phải thoát khỏi đây. Ê, trời ơi, thì ra đây chính là những cái bẫy của thức ăn sao? Không được. Mình phải thoát khỏi đây. Okay, thoát ra. Chạy thôi. Còn bên này là gì nữa đây? Ui, một cái hồ bơi bánh ngọt sao? Trời ơi, không xong rồi. Kiểu này á là mình mà ở trong cái giấc mơ này hoài nha, là thế nào mình cũng sẽ ăn nhiều hơn nữa. Không thể nào để cho cái đống đồ ăn này điều khiển mình được. Mình phải thoát ra khỏi đây. Mình phải khỏe mạnh hơn, không để cho ai có thể bắt nạt được mình nữa. Ui, cái gì đây? Ở chỗ này có nguyên một cái ổ bánh mì siêu lớn luôn. Trời ơi, ăn hết cái ổ bánh mì này chắc là mình mập thêm mấy ký luôn á. Không có được. Mình phải thoát ra khỏi đây. Leo ra ngoài. Tôi không thể nào mà để mình. Trời ơi, mấy cái này toàn là bẫy không à. Vậy có nghĩa là đồ
ăn đang muốn ngăn cản mình lại, quyết định là không cho mình thoát ra khỏi đây. Không được, không được, mình phải thoát ra ngoài. Cái gì nữa đây? Ở bên dưới này là nguyên một cái hố bánh mì luôn. Trời ơi, vậy là bây giờ mình phải nhảy xuống dưới đó hả? Ây, trời ơi, thiệt luôn á. Mấy cổ bánh mì nữa đang xếp thành hình cầu thang nè. Mình phải leo qua bọn nó. Mình không thể nào để bọn nó nhấn chìm mình ở bên dưới đây được. Càng lúc càng nhiều bánh mì thế này. Cố lên, cố lên. Hay à. Ok, cuối cùng cũng thoát ra ngoài được rồi. Còn bên này là gì ở đây? Trời ơi, bánh mì chấm sữa sao? Trời ơi, những ổ bánh mì đang đặt ở trên sữa nè. Trời ơi, rồi xong, dặm vô ổ bánh mì là mình bị tiêu diệt luôn. Hay, vậy có nghĩa là mình phải né mấy ổ bánh mì này ra hả? Ok, né ra, né ra. Đúng rồi, không nên đụng với bánh mì nữa, không nên ăn quá nhiều bánh mì, ăn nhiều quá sẽ bị béo đó. Ok, chạy qua đây. Qua bên đây. Ui, phía trước mặt là cái gì vậy? Một con quái vật bánh mì sao? Ôi, cái ông đầu bếp vẫn đang ở trên kia kìa. Cậu bé à, ăn nhiều bánh mì vô đi, mập đẹp mà. Không, không bao giờ. Tôi sẽ không để cho đồ ăn cám dỗ nữa đâu. Phải thoát ra ngoài thôi. Đồ bánh mì này ta sẽ không bao giờ ăn ngươi nữa đâu. Nhảy qua đây, chui qua. Ra ngoài rồi. Rồi rồi rồi, chỗ này là chỗ nào nữa đây? Ủa cái gì đây? Bên dưới này hình như là kẹo đậu phộng. Trời ơi, cái món mình thích luôn chứ. Trời ơi, kẹo đậu phộng ngọt ngọt hơi bị ngon luôn. À, nhưng mà không được, không được, được. Mình không được ăn. Bây giờ mình phải chọn đường đi đúng sao? Ở chỗ này có ba con đường lận. Biết đi đường nào bây giờ? À, hay là đường bên này phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp theo là đường ở giữa phải không? Ây da, bây giờ mình phải chọn đúng đường thì mới qua được. Vậy là đường này nè, hay là đường bên này, ta đi thử đường bên này coi. Ờ, đúng rồi, đúng đường bên này rồi. Tiếp theo sẽ là đường nào vậy các bạn ơi? Mấy bạn hãy chỉ cho mình với. Bây giờ mình sẽ đi đường ở giữa đi. Ê, lại tôi đó rồi. Mấy bạn ơi, đến cái chỗ này thì mình bí rồi, mình không biết đi đường nào hết trơn á, cho nên bạn hãy nhấn vào nút like video này để giúp cho mình nha. Bây giờ mình phải đi đường nào đây ta? Ok, mấy bạn nhấn like quá trời nè. Có bạn là bình luận là đi đường bên này đúng không? Ok, để mình đi thử. Ui, đúng rồi nè, cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Rồi, đường tiếp theo sẽ là đường nào ta? Ui, mấy bạn nhấn like nhiều quá. Có bạn bình luận là đường ở giữa đúng không? Ok, mình sẽ đi đường ở giữa thử nè. Ui, đúng luôn à, cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Yeah. Rồi, tiếp theo nữa, đường bên phải anh ơi hả? Ok, để mình thử nha. Ui, đúng luôn nè, cảm ơn mấy bạn nha. Trời, mấy bạn đã nhấn like đi ủng hộ cho mình đó. Ok, ui, cái gì đây? Trời ơi, hình như cái này là bơ. Trời ơi, cái bơ này nó trơn quá, nó làm cho mình chạy nhanh hơn á nè. Ui, cố lên, cố lên. Ui, cái chân. Ui. Ha. Ok, và bây giờ là đến cái chỗ này hình như là bánh ngọt á. Trời ơi, mấy cái bánh này hơi bị ngon luôn nè. Bánh nho nè, bánh sô cô la nè, rồi bánh kem nữa. Trời ơi, quá trời ngon luôn. Nhưng mà không được, tôi không được ăn, tôi phải nhảy vào bọn nó, không để cho bọn nó điều khiển mình được. Ui, bên này là kẹo dẻo. Trời ơi, quá trời kẹo dẻo luôn. Ê! Ui, cái gì đây? Ui, cái gì? Ui, nguy hiểm. Ui, mình phải né mấy này qua. Ấy da, trời, rồi xong, dính vô cái bánh donut xong rồi bị thiêu luôn rồi. Bây giờ á, mình sẽ có được một quyền trợ giúp. Nếu những bạn nào nhấn vào nút like video này thì mình sẽ có được một cái máy bay để mình bay qua bên kia sẽ dễ dàng hơn. Mấy bạn hãy nhấn vào nút like ủng hộ cho mình đi nào. Giúp mình đi các bạn ơi. Trong vòng 3 giây các bạn hãy nhấn vào nút like giúp mình nha. 3 2 1. Wow, nhiều bạn like quá, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình đã có tiền để mình mua cái bán trường này rồi. Ok, 200 Robux hả? Mua luôn, còn chờ gì nữa. Ok, mua nè. Rồi, bây giờ mình đã có bán trượt rồi. Mình sẽ thử trượt ở bên kia thử nha các bạn nha. Ok, đi thôi. Hay à. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, mình đã có cái bán trượt rồi. Trời, cái bán trượt này sẽ giúp cho mình bay cao hơn đó. Được rồi, đi thôi. Lần này thì mình sẽ không còn sợ nữa bạn ơi. Ok, let's go. Whee. Hey, qua được rồi nè. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng cũng qua được rồi. Ok, tiếp theo là gì đây? Trời ơi, nguyên một cái đống bánh donut luôn. Hey, bây giờ là phải nhảy qua từng cái hả? Ê, không sao, mình đã có cái bán trượt mà mấy bạn đã mua cho mình rồi, cho mình sẽ qua được dễ thôi. Còn ở bên này là gì đây? À, leo cầu thang ở trên đây. Ok, leo lên. Tiếp theo sẽ là bánh mì mứt dâu. Ok, không sao cả, có cái bán trượt rồi còn sợ gì nữa. Nhảy qua. Hui. Ok, yes, qua được rồi, quá là đơn giản luôn. May quá cái cửa ở phía trước rồi. Chạy ra ngoài đó. Chỉ cần ra ngoài đây thôi là mình sẽ thoát ra ngoài được rồi. Qua thôi, qua được rồi. La la la. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn mình nè. Ten. Đó, mấy bạn thấy mình ốm chưa? Bây giờ mình ốm như ốm nhách y như cây tre luôn mấy bạn. Đấy, mình không còn mập nữa. Như thế này là đẹp chưa ta? Mình nghĩ như thế này là mình có thể ăn uống thoải mái mà không lo gì nữa rồi đó. Thôi bây giờ đi vô trường khoe mới được. Ui, bạn Sammy kìa. Ồ, được rồi, để mình qua bên đó mình khoe cho bạn Sammy mới được. Mình đã ốm lại rồi, chắc chắn là bạn ấy sẽ rất là vui cho mà coi. Một bạn 2, 2 cộng 2 bạn 4, 4 cộng 1. Hello bạn. Ủa bạn là ai vậy? Hello. Trời, bạn không nhận ra mình luôn hả? Nè, xin giới thiệu với bạn, mình là Phong Cận, là cái bạn mập mập mà hôm bữa mới gặp bạn á, nhớ không? Cái gì? Bạn là Phong Cận hả? Đúng rồi. Sao bạn ốm dữ vậy?
Đó, bạn thấy mình không? Bây giờ mình ốm nhơm, ốm nhách, ốm như cái cây tre luôn. Bây giờ bạn thấy mình ốm chưa? Thì bây giờ mình đẹp chứ bạn. Bây giờ mình với bạn đi ăn ha, được không? Trời ơi, bạn ốm như thế này vẫn không có được. Nghĩ sao vậy? Ốm này có đẹp đâu, nhìn như cái xào vậy á. Ủa, rõ ràng bạn nói với mình á là không nên quá mập. Thì bây giờ mình ốm lại nè. Thì bây giờ mình ốm rồi là sức khỏe mình tốt rồi, đúng không? Công nhận là nói đúng, là mập thì cũng không đẹp lắm. Nhưng mà ốm quá cũng đâu có đẹp đâu. Mà sao bạn ốm vậy? Ủa, vậy hả? Tại vì á là mấy ngày nay á mình tập thể dục không à, chứ mình ăn rất là ít, cho nên là mình mới ốm như thế này nè. Giờ mình phải làm sao bạn? Bây giờ bạn phải đi tập gym cho cơ thể khỏe lại, hiểu chưa? Tập gym á? Ồ, tính ra tập là tập gym sẽ giúp bạn người to ra và người khỏe hơn, chứ không ốm như thế này. Ốm như thế này yếu lắm. Ồ, vậy hả? Tính ra là mập quá cũng không tốt, mà ốm quá thì cũng không tốt ha. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ ăn thật nhiều chất dinh dưỡng, và sau đó mình đi tập gym, tập thể dục, thể thao, chạy bộ, bơi lội, làm tất cả mọi thứ để mình có thể ốm đi nhiều hơn nữa. À nhầm, nhầm. Mình sẽ tập luyện để cơ thể của mình cân đối hơn, body 6 múi luôn, lúc đó là mình sẽ khỏe mạnh, đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Khi nào mà mình có body 6 múi, mình sẽ quay lại để gặp bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Ok. Rồi, chúc may mắn nha. Tính ra mấy bạn là mập quá cũng không tốt, mà ốm quá thì cũng không có tốt đâu nha. Ốm quá thì người cũng sẽ rất là yếu và sức đề kháng cũng không có tốt. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình cứ ăn uống bình thường ở đây, nhưng mà mình sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, chất vitamin đồ nhiều hơn đó. Thì lúc đó thì mình sẽ có chất dinh dưỡng và mình sẽ đi tập gym nè, thể dục thể thao nhiều thứ hơn để có một body thật là đẹp. Ok, thôi được, vậy bây giờ mình sẽ đi tập gym. Wow, chỗ này là cái chỗ tập gym với ông ta. Trời ơi, nhìn mình ốm nhơm ốm nhách luôn nè các bạn ơi, gầy y như cái que vậy đó. Họ còn ở trong đây bạn coi, có những người họ cơ bắp cuồn cuộn, họ cao to xíu to khổng lồ mà các bạn. Đó, trời ơi trời, bự thiệt sự luôn á. Ước gì cơ thể của mình cũng cao to đẹp như cái anh này ha. Ok, mình phải đi tập gym thôi. Từ từ, bên này là cái gì đây? Vào trong đây để lấy đồ tập hả? Ok, đi vô xem thử coi. Bên đây là cái gì đây ta? Ồ, có một cái lông vũ nè, lụm cái này. À, hình như là mình phải lấy cái này thì phải. Lấy nhiều vô, lấy nhiều vô. Ồ, vậy là bây giờ thì mình phải tập gọi là kéo cái lông vũ này đi như thế này đúng không? Ok, bởi vì là mình vẫn còn ốm yếu lắm, cho nên là mình chỉ có thể kéo được cái lông vũ này thôi. Hay, mai này mình sẽ cố gắng để mình kéo nguyên quả tạ luôn. Ok, kéo qua, cố lên, tập thể dục, hoàn thành. Yeah, vậy là coi như hoàn thành được rồi nè. Rồi, bây giờ bên này là gì đây? Bên này hình như là để lấy cái con vịt nữa bạn. Ok, mình sẽ lấy con vịt luôn, mình lấy thật là nhiều luôn. Wow, nguyên cái tháp vịt luôn nè bạn ơi. Trời ơi, mấy con vịt này nặng quá, mình không kéo được các bạn ơi. Cố lên. Trời ơi, thôi xong rồi, kéo không nổi bạn ơi. Mình đành phải bỏ lại vậy chứ mình kéo không nổi rồi. Chắc là mình sẽ kéo một con thôi chứ nhiều quá mình kéo không nổi. Ok, kéo một con. Trời ơi, một con mình kéo không nổi luôn các bạn nhìn nè. Kéo. Ui, được. Cố lên. Kéo rồi. Rồi, đi qua được rồi. Cái anh này ảnh kéo một đống bồn cầu luôn. Trời, cái gì ghê vậy? Lấy nguyên cái bồn cầu kéo luôn hả? Cái gì ghê vậy trời? Wow, ở bên này có một cái anh này ảnh đang nâng tạ nè các bạn ơi. Nhìn ảnh giỏi thật sự luôn, ảnh nâng nguyên cái tạ to đùng luôn nè. Mình có nâng được không ta? Để mình thử coi. Cố lên. Nâng nè. Ui, trời, có cái ông này. Trời ơi, có cái ông này mình đang nâng tạ tiếng, có cái ông này ông lao đến ông tạ lên đây ông tập luôn bạn ơi. Trời ơi, cái ông này kỳ cục rồi chứ, tôi đang nâng mà. Trời ơi, cái anh đó kỳ quá à. Để mình lấy cái quả tạ lại nè. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tập tạ nha các bạn nha. Đây mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, hiện tại mình đang khinh cái quả tạ trên tay nha, nhưng mà cái quả tạ của mình bé tí tẹo. Ok, tập nè. Cố lên. Wow, mấy bạn nhìn cơ thể của mình nó đang bự ra nè các bạn ơi. Wow, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, hình như là mình bự ra được một tí rồi nè. Đã quá. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên đây để mình nâng thử mấy con vịt này xem coi. Hồi nãy mình nâng một con vịt mình nâng không nổi nè, bây giờ mình sẽ lấy ra để mình kéo thử nha. Ui, được rồi nè các bạn. Trời ơi, bây giờ mình khỏe hơn rồi, mình thể kéo được một con vịt qua bên đây luôn. Trời ơi, được, để mình kéo thử hai con coi xem như thế nào nha. Có cái chị này là con gái mà sao cơ bắp cuồn cuộn ghê vậy. Ok, mình sẽ lấy hai con vịt luôn nha các bạn nha. Một con, hai con. Ok rồi, lấy hai con vịt luôn nè. Kéo. Hai con vịt mình vẫn kéo được các bạn ơi. Yes sir. Được, hay quá. Ui, ở bên này cái chị này chị ấy kéo gọi là mấy cái bồn cầu luôn đó bạn. Trời ơi, chơi mà chơi kéo bồn cầu luôn hả? Trời ơi, chị đó khỏe dữ trời, kéo khỏe gì. Ok, để mình thử một cái nha. Mình sẽ lấy cái bồn cầu rồi mình kéo thử nha bạn. Đây, cái này là cái bồn cầu nữa bạn. Mình sẽ kéo bồn cầu này đi nha. Ok, kéo nè. Ui, mình kéo cũng được luôn nha bạn nha. Yes, được rồi. Vậy là bây giờ cơ thể của mình là mạnh hơn xíu rồi đó. Để mình qua mình nâng tạ hơn thêm xíu nữa coi. À, mình qua bên đây. Đây cái tạ nè. Nâng nè. Đó, bạn thấy không? Cơ thể của mình đang to ra dần nè bạn. Nâng nè. Ok, wow, to hơn được xíu nè các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tập luyện nhiều hơn để cho cơ thể của mình to hơn nữa nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ kéo thử một lần ba cái bồn cầu luôn xem như thế nào. Ok, kéo nè.
Yes sir. Trời ơi, khỏe quá mấy bạn ơi. Mình kéo được luôn rồi nè. Quá là đỉnh luôn. Ok, lấy thêm. Rồi, 5 cái bồn cầu luôn. Kéo. Trời ơi, cái bồn cầu dướng vô cái chị kia, chị ấy ngã luôn. Ok, chạy qua đây. Yes sir. Lấy được 5 cái bồn cầu rồi nè. Bây giờ mình thử 10 cái coi xem như thế nào nha các bạn nha. Ây da, da, trời ơi, cái chị kia, chị ấy kéo cái bồn cầu xong mình dướng vô bồn cầu luôn rồi. Ây da, trời ơi, cái chị này kỳ cục quá. Ok, lấy. Ôi, sức của mình bây giờ chỉ kéo được 6 cái thôi bạn ơi, chứ không kéo được 10 cái. Trời ơi, tiếc quá à. Thôi không sao, kéo được 6 cái cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ qua để mình tập luyện thể dục thể thao tiếp nè. Qua bên đây. Người của mình đang to lên dần rồi. Bây giờ mình sẽ tập cái quả tạ to hơn đi. Đây bên này có quả tạ to hơn nè, mình sẽ lấy quả tạ đi. Ok, tập đó. Cố lên, cố lên. Trời ơi, mấy bạn nhìn nè, cơ bắp của mình đang lộ ra các bạn. Cái tay của mình nó có nhiều chuột hơn rồi nè. Cố lên. Wow, trời ơi, bây giờ nhìn người mình đô chưa bạn ơi, có chuột luôn rồi nè. Hợp lý quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng tập luyện trong vòng 3 tháng để mình coi là người của mình sẽ thay đổi thế nào nha các bạn nha. Ok, bắt đầu tập thôi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Hai, trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy body của mình như thế nào? Xin giới thiệu với các bạn nha, đây chính là body 6 múi sau mấy tháng tập luyện của mình đó. Trời ơi, bây giờ mình cảm thấy người của mình khỏe khoắn quá mấy bạn ơi. Không còn bị mập mà cũng không còn bị ốm như lúc trước nữa. Bây giờ nhìn mình có khác gì là hot boy đó bạn. Thôi bây giờ mình sẽ tập thể dục thể thao tiếp đây. Mấy bạn nhỏ cũng nên nhớ là tập thể dục thể thao nhiều vô để cho có sức khỏe tốt hơn nha. Ok, tập thể dục tiếp. 1 2 1 2 Trời ơi cái gì ai quẹt tôi vậy? Bác ơi câu quá. Trời ơi, bác dân làng, bác có sao không vậy? Bác gì mà ai quẹt vô người tôi vậy? Con xin lỗi bác, con đang tập thể dục cho con để ý. Trời ơi, đâu ra một chàng trai hot boy mặc body 6 múi nhìn đẹp trai dữ vậy? Con cảm ơn bác nhiều. Đây chính là thành quả sau mấy tháng tập luyện của con đó bác. Mà bác thấy body con đẹp thiệt hả? Trời ơi, đẹp quá, đẹp như siêu mẫu vậy á. Dạ, con cảm ơn, con cảm ơn. Quá là đẹp luôn, trời ơi trời. Hay là, con ơi, dạ, con muốn làm siêu sao người mẫu nổi tiếng nhất trong hệ Minecraft không? Hả? Cái gì? Làm siêu sao người mẫu á? Đúng rồi. Nhưng mà bác ơi, con đâu có biết chụp ảnh hay là gì đâu, sao làm người mẫu được? Trời ơi, lo gì, chỉ cần body 6 múi thôi là chụp kiểu nào cũng đẹp hết trơn. Đừng có lo, nhìn cậu khác với hot boy Hàn Quốc không? Vút keo thêm miếng là thành Hàn Quốc rồi. Bây giờ như thế này, hình vô thành người nổi tiếng, xong rồi nhiều tiền, đó xong nhiều người gọi là theo đuổi. Nghe hay quá vậy. Ừ ha, tính ra là mình đã cố gắng tập luyện rất là nhiều để có được một cái body 6 múi như thế này. Thì bây giờ mình thử đi làm người mẫu đi chụp hình coi. Biết đâu là nhìn mình sẽ xịn hơn sao. Lúc đó mình sẽ đẹp trai hơn. Nghe cũng hợp lý đó. Nhưng mà giờ con cũng không có biết làm người mẫu bao giờ hết. Cho nên là bác dân làng có gì bác chỉ cho con nha. Con hứa là con sẽ trở thành người mẫu cho bác. Trời ơi, vậy tốt quá, cậu đồng ý đúng không? Trời ơi, trời, đừng nói gì nữa. Lên xe tôi đi, không chê tôi nghèo. Ủa cái gì mà lên xe gì? Ủa, trời ơi, siêu xe. Wow, xịn quá vậy bác. Trời ơi, giờ là con tin bác là người ta nhà thiết kế thiệt á. Nhìn bác mặc đồ đẹp quá trời đẹp, đeo mắt kính vàng rồi, mang vàng đầy người luôn. Tốt mà cậu đi theo tôi là cậu cũng có chục chiếc à. Lo gì, lên xe tôi đeo cho nè. Dạ vâng. Ok, hey, vậy là bây giờ mình sẽ được làm người mẫu hả ta? Trời ơi, thành quả mấy năm trời tập gym, là mấy tháng trời tập gym của mình. Được rồi, đi thôi bác ơi, let's go. Đi thôi, nè. Làm người mẫu hả? Làm người mẫu là phải mặc đồ đẹp. Thì chắc là bây giờ mình phải đi kiếm cái bộ đồ để mình mặc mấy bạn ơi. Để xem coi ở bên này nè là nó có mấy cái mái tóc nè bạn. Để mình chọn thử cho mình một cái mái tóc nha. Hay là thử cái tóc cầu vồng này xem sao. Trời ơi, cái tóc cầu vồng này đội lên nhìn mình giống con gái quá. Không có được, không được. Mình là người mẫu rồi, mình phải chọn cái tóc nữa cho nó lịch lãm xíu. Từ kiếm coi. Ui, bên này nó có cái tóc màu đen đen bên này là đẹp nè bạn. Đây, mình sẽ chọn cái tóc này nha. Đấy, quá là ngầu luôn. Sau mình sẽ đội thêm cái tóc này lên nữa. Đấy, là nó thành một cái tóc màu trắng màu đen, nhìn quá là ngầu luôn bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn đến tiếp theo nữa là quần áo đi ha. Không, cơ thể trước chứ, mình sẽ chọn cơ thể tập gym cho nó khỏe khỏe đi. Mình sẽ kiếm một cái cơ thể nhìn mạnh mạnh xíu. Đây, bên này. Wow, đây mới đúng là cơ thể của mình nè, body 6 múi. Đấy, ok. Sau mình sẽ vô đây, mình sẽ gọi là nhuộm màu cho nó nè. Rồi,
Và bây giờ sẽ đến lượt là quần áo đúng không? Qua đây mình xem thử nha bạn nha. Quần áo hả? Để trở thành một người mẫu thì phải mặc quần áo thật là đẹp. Ok, mình sẽ chọn cho mình cái áo nào ta. Áo vest thì mình mặc nhiều rồi cho nên mình sẽ đổi một cái bộ áo khác nha các bạn nha. Xem coi. Wow, bên này có cái áo gọi là cái con sói nữa bạn. Cái áo này có vẻ ngầu nè đó. Mặc vô, trời sao mà mình mặc vô nhìn mình giống đang xăm mình quá vậy trời. Không được, cái áo này nhìn không được. Để mình tháo ra rồi bây giờ mình sẽ đổi qua cái áo đỏ đi. Cáo đỏ nhìn có vẻ đẹp hơn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cho mình một đôi giày. Thì mình sẽ chọn cho mình đôi giày đỏ luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm cho mình một cái quần nè. Cái áo màu đỏ thì mình sẽ chọn cái quần màu đỏ này luôn nha các bạn nha. Wow, sao mà nhìn mình bây giờ biến thành Chiron luôn rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, tóc đã có, quần áo đã có rồi nè. Bây giờ mình sẽ chọn cho mình đến tiếp theo là những cái phụ kiện nha. Mình sẽ chạy qua bên đây. Rồi, ở bên này mình sẽ chọn cho mình cái hình ngôi sao đi. Đây trên áo của mình có ngôi sao, mình sẽ chọn cho mình thêm cái lấp lánh ngôi sao nè các bạn. Đấy. Bây giờ mình làm người mẫu, mình được đầu tư, mình có tiền rồi mình sẽ mua thật là nhiều đồ mấy cái đồ xịn luôn. Ok. Rồi, và bên này á thì mình thấy là nó có cả những cái đồ cái cây guitar đẹp quá nè. Ok, mình sẽ cầm cây guitar này nha các bạn nha. Rồi. Và tiếp theo nữa sẽ là cái gì nữa đây ta, cầm cây guitar. À, cái cánh đi. Mình sẽ mang cái cánh vô để nhìn cho nó xịn sò hơn nha các bạn nha. Mình sẽ chạy vô bên đây nè. Áo màu đỏ hả? Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ mang cái cánh nào vậy ta? Cái cánh màu đỏ được không ta? Thôi áo màu đỏ mang cánh màu đỏ nó giống nhau lắm. Ờ, bên này có cái cánh màu vàng này đẹp nè. Wow! Trời ơi, ngầu quá. Được, mình sẽ mang cái cánh này. Rồi. Bên này là có thêm mấy cái phần đuôi nữa hả bạn? À, nhưng mà cái đuôi này chắc mình không cần đến đâu. Ui, chỗ này có nón nè. Hay là mình sẽ thử đội thêm cái nón vô ta. Mình sẽ đội thử cái nón này vô. Wow, nhìn mình bây giờ y hệt như một nghệ sĩ cầm đàn guitar luôn các bạn ơi. Wow, được. Nè, yeah, kiểu này là top 1 chắc rồi. Mình chụp ảnh là quá đẹp luôn. Rồi, ở bên này là chọn mắt nè. Mắt mũi miệng hả? Chắc là mình nghĩ mình không cần chọn mắt đâu ha. Hay là chọn cái mắt nào đó cười cho đẹp ơi. Đây, chọn cái mắt này đi. Đó, nhìn nó mới nghệ, thấy không? Ok, rồi. Bên này thì sẽ là, ôi bên này là quần áo rồi hả? Nhưng mà bên này là quần áo nữ cho nên chắc không cần đâu. Rồi, mình nghĩ là như thế này thôi là đã quá là đẹp rồi bạn ơi. Để mình kiếm thêm coi có cái phụ kiện gì nữa khác không? Hay là mặc như thế này được rồi ta? Thôi, như thế này là đẹp rồi. Chắc là được top 1 luôn rồi chứ còn gì nữa bạn ơi. Ok, vậy nha. Rồi, ok. Và bây giờ đã bắt đầu cái màn chấm điểm rồi nè các bạn ơi. Hay, mình không biết rằng là mình có được top 1 hay không đây. Để xem thử nha các bạn nha. Ok, chào mừng đến với buổi trình diễn thời trang nổi tiếng. Yeah, ok. Đầu tiên là một cái bạn nữ, bạn ấy đang mặc một cái bộ skin trông cũng khá là đẹp đó. Nhưng mà cái bộ này nhìn bình thường quá à, cho nên là mình sẽ cho 2 sao thôi. Ok, tiếp theo sẽ là một bạn nữ. Ui, bạn này đang cosplay cao bồi các bạn ơi. Nhìn cũng có vẻ ngầu đấy. Nên là mình sẽ cho 3 sao nha. Ok. Rồi, và bây giờ tới lượt mình nè các bạn ơi. Yes sir. Bộ đồ của mình nhìn có vẻ khá là ngầu đó. Không biết là sẽ được bao nhiêu điểm đây. Mấy bạn chấm điểm cho mình nhiều nha. Cảm ơn mấy bạn. Ok. Bộ đồ này hơi bị ngại luôn á. Rồi, và bây giờ đã đến phần chấm điểm nè. Kết quả người chiến thắng chính là... Hình như đầu kia có phải Phong được không ta? Phong ơi, tôi nè, Phong ơi, ông thấy tôi không? Sammy hả? À, tôi nè, bà vô đây, bà vô đây. Ủa Sammy. Ủa sao ông bây giờ nhìn đẹp trai, nhìn phong độ dữ vậy? Cảm ơn Sam rất là nhiều. Nhờ có những lời khuyên của Sam mà bây giờ á tôi đã có thể có được một body đẹp. Và sau đó tôi đã đi làm người mẫu. Và bây giờ bà nhìn đi, tôi đã nổi tiếng hơn và thành công hơn rồi đó. Từ nay tôi sẽ không sợ bị ai bắt nạt nữa. Chúc mừng cậu nha. Đẹp quá à. Cảm ơn Sam rất là nhiều. Ok các bạn ơi, vậy là trong tập này á, mình đã cố gắng giảm cân. Và từ một cậu bé mụm mỉm mập mạp thì bây giờ mình đã có được một cơ thể cân đối hơn rồi. Mấy bạn cũng nhớ là hãy cố gắng tập thể dục thể thao nhiều vô, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có được một cơ thể khỏe mạnh nha mấy bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.